Theo thông tin của Bộ Công Thương, đến ngày 11 tháng 2, tại một số cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, vẫn còn ùn ứ nhiều xe hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc do ảnh hưởng của dịch nCoV gây ra. Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, tính tới tối ngày 10 tháng 2 đã xuất khẩu được 31 xe, trong đó 25 xe trái cây như thanh long, dưa hấu, mít, nhãn và linh kiện điện tử, còn tồn 114 xe hàng trái cây gồm thanh long, mít, ớt, nhãn và linh kiện điện tử. Tại cửa khẩu Cốc Nam, Lạng Sơn, không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, còn tồn 10 xe nông sản, tạp hóa các loại. Cửa khẩu ga Đồng Đăng, Lạng Sơn còn tồn 37 toa, 7 toa thanh long chờ xuất khẩu và 37 toa thép chờ nhập khẩu. Tại tỉnh Lào Cai, từ chiều ngày 9 đến sáng ngày 10 tháng 2 đã có 12 xe trái cây gồm thanh long, chuối, mít, dưa hấu xuất khẩu chính ngạch. Tại cửa khẩu Kim Thành 2 hiện còn tồn 120 xe trái cây gồm 100 xe thanh long, 2 xe chuối, còn lại là mít và dưa hấu. Hiện lượng thanh long và dưa hấu đưa lên biên giới để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân đã chậm lại đáng kể. Riêng đối với các lô nông sản xuất khẩu theo đường chính ngạch, kể cả thanh long, vẫn được làm thủ tục thông quan bình thường, dù tiến độ có phần chậm hơn do phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.